History đã nói lên tất cả. Hằng Du Mục thật sự bị chồng tương tác tốt. Louis Phạm lên tiếng sau loạt drama nhưng vẫn khiến khán giả lấn cấn. Hằng Du Mục và chồng mâu thuẫn, quát tháo ngay trên livestream. Kết hôn 5 năm vẫn chiêu vợ chồng, Chris Phan nói gì về kế hoạch sinh em bé. Khi lấy chồng, lấy vợ như một canh bạc cuộc đời. Người công khai coi thường chồng, người ghen tuông hóa rồ. History đã nói lên tất cả. Hằng Du Mục thật sự bị chồng tương tác tốt. Đếm đau thay cho phận đàn bà khi với phải ông chồng như thế này. Mới đây trên nền tảng TikTok, netizen đã truyền tai nhau đoạn video nghi vấn về việc Hằng Du Mục bị chồng ngoại quốc tương tác tốt. Do nhận thấy có một số điểm bất thường trên gương mặt và tay của cô, vừa nhìn qua chỉ tưởng là filter nhưng nhìn kỹ thì không phải thế. Và để lên tiếng cho những tin đồn trên, Hằng Du Mục đã ngầm khẳng định bằng việc đăng tải chiếc story trên trang TikTok cá nhân của mình. Hình ảnh tay bầm tím, rửa sạch với nước để chứng minh mình không ngụy trang. Bên cạnh đó còn có dòng trạng thái, khi một lần nữa tin họ nói rút đơn báo án đi sẽ để mình ở nhà với con và cuối cùng. Cùng với đó là lá đơn trình báo công an bằng tiếng Trung, trong đó có tên cô và thời gian trình báo được ghi trên là vào lúc 21:21 ngày 18 tháng 6 năm 2024. Được biết trước đó vì người chồng bất mãn khi cô đã vắng bóng nhiều ngày không trở về nhà, anh chàng đã lên live stream bày tỏ tâm trạng của mình. Anh liên tục kể ra những điều xấu của vợ. Anh cũng chia sẻ mong muốn cô trở về, cho biết thêm việc Hằng Du Mục đã chặn các tài khoản mạng xã hội của anh. Trong một cuộc nói chuyện gần đây, vợ chồng nhà Hằng Du Mục đã có màn cự cãi nhau cực nảy lửa. Điều này càng khiến cho cư dân mạng nhìn ra được nhiều vấn đề. Mãi cho đến ngày hôm nay thì mọi chuyện đã rõ, câu chuyện hiện tại vẫn còn đang đợi người trong cuộc cập nhật tình hình. Rất mong Hằng Du Mục sẽ bình an trước những sóng gió này. Louis Phạm lên tiếng sau loạt drama nhưng vẫn khiến khán giả lấn cấn. Thắc mắc của nhiều người khi chất va thấy điểm bất thường. Mới đây trên trang phở bò cá nhân của mình, cô nàng Louis Phạm, người thị phi nhất trong thời gian vừa qua vừa đăng tải dòng trạng thái lên tiếng chính thức cho những sự việc vừa qua. Cụ thể Louis Phạm chia sẻ rằng, tháng 2 năm 2024, tôi cùng người thân có sang Mỹ để du lịch. Tại đây tôi tham dự triển lãm nghệ thuật và chụp ảnh cùng một số bức tranh được trưng bày tại triển lãm. Mục đích của tôi khi chụp ảnh là để làm kỷ niệm trong chuyến đi này và chia sẻ cho gia đình, người thân, bạn bè của tôi. Nhưng do thiếu hiểu biết và thiếu quan sát, không tìm hiểu kỹ ý nghĩa của các bức tranh nên những bức ảnh của tôi chụp không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, khiến cộng đồng mạng và độc giả cảm thấy phản cảm, thậm chí là phẫn nộ. Về việc này, tôi xin nhận trách nhiệm về bản thân do còn nhiều sơ suất, thiếu hiểu biết nên đã chụp những hình ảnh như vậy. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới mọi người và cam kết sẽ không có những hành động tương tự gây dư luận xấu trong cộng đồng. Và khẳng định bản thân là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, không phản bội tổ quốc, không có hoạt động hoặc tư tưởng phản động nào. Điều này ngay lập tức nhận lại rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là hình ảnh chết va của một số netizen, một vài người đã nhận thấy được điểm bất thường trong đoạn văn trên, cho rằng đây là do công nghệ AI đã viết nên. Hiện tại diễn biến vẫn còn chưa đến hồi kết nhưng drama thì không ngưng nghỉ một ngày nào, chỉ đợi xem câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Hằng Du Mục và chồng mâu thuẫn, quát tháo ngay trên livestream. Căng thẳng trong cuộc trò chuyện, Hằng Du Mục bật khóc. Hằng Du Mục một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi mâu thuẫn với chồng được phát trực tiếp trên livestream. Sự việc bắt đầu khi chồng Hằng Du Mục gọi điện thoại cho vợ, bày tỏ sự bất mãn vì cô vắng nhà nhiều ngày. Thậm chí khi đã trở về Trung Quốc, cô cũng không về nhà mà nghỉ ở một nơi khác. Anh cho biết, con bị ốm nhưng Hằng Du Mục không về nhà chăm sóc. Tin nhắn của anh cũng không được hồi âm. Ngoài ra, chồng của Hằng Du Mục còn cho rằng cô đã mang theo giấy tờ của con cái và chặn anh trên mạng xã hội, khiến anh không thể liên lạc. Mặc dù vậy, anh vẫn khẳng định yêu thương vợ và không muốn cô phải làm việc vất vả xa nhà. Anh chia sẻ mình cảm thấy tổn thương khi không được vợ công nhận sự giúp đỡ trong công việc. Dù đã kiếm đủ tiền nhưng vợ anh vẫn không hài lòng, luôn muốn nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều người xem livestream nhận thấy Hằng Du Mục có biểu hiện tinh thần không ổn định, liên tục hét lên để giải thích và đôi lúc bật khóc. Một số người tiết lộ cô chỉ muốn gặp con và lo ngại Hằng Du Mục, không muốn về nhà vì sợ bị bạo cũ hành. Sự việc thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ lo lắng cho Hằng Du Mục và mong muốn hai vợ chồng sớm giải quyết mâu thuẫn. Kết hôn 5 năm vẫn chiêu vợ chồng, Chris Phan nói gì về kế hoạch sinh em bé? Cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân cực chiêu. Tình yêu của Chris Phan và Mai Quỳnh Anh được công chúng biết đến, ngưỡng mộ bởi sự ngọt ngào và chân thành. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ nhiệt tình xin vía. Trước đó, gái xinh quyết định lên xe hoa vào giữa năm 2019 sau 2 năm tìm hiểu. 5 năm qua, cặp đôi có một hôn nhân hạnh phúc viên mãn, chồng streamer luôn chăm sóc bà xã tỉ mỉ, cưng chiều hết mực. Gia đình nhỏ tận hưởng cuộc sống chiêu chiêu của vợ chồng son khi chưa có con. Cặp đôi thừa nhận cả hai vẫn ham chơi quá. Chris hứa đưa mình đi du lịch hết những nơi mình muốn xong mới sinh con. Hot girl xinh đẹp thật thà. Cặp đôi nhiều lần khẳng định mình không vội. Chris fan thường xuyên tấu hài để vợ mình không quá áp lực chuyện nhạy cảm này.
Trước đó, khi làm đám cưới, không ít bình luận cho rằng cặp đôi cưới chạy bầu. Giờ đây, nhiều lần nam streamer nổi tiếng nhắc khéo lại rằng, thích thì cưới thôi. Hồi đó cứ đồn tụi tôi cưới chạy bầu, nghe nè, chỉ tay vào bụng vợ, có bầu đâu mà bầu, Chris tếu táo. Cả hai vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân cực chiêu, có vợ thích lắm, mỗi ngày thức dậy có người ở cạnh là đã thấy vui rồi. Khi lấy chồng, lấy vợ như một canh bạc cuộc đời, người công khai coi thường chồng, người ghen tuông hóa rồ. Ở Ý, chồng trẻ tay trắng bước vào hôn nhân, livestream liên tục tố vợ mình, thiếu tinh tế trong ứng xử, đỉnh điểm nghi tác động vật lý. Chồng mình không có gì đâu, trước đó chồng mình đã không có gì rồi. Tuấn Dương và Lucy Nguyễn nên duyên từ một show hẹn hò và là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất hiện nay. Mới đây, trong một talk show của Liêu Hà Trinh, cặp đôi, nhất là Lucy Nguyễn bất ngờ nhận về những ý kiến trái chiều khi thẳng thắn nói về tài sản của hai và lý do Tuấn Dương vẫn chưa có nhà. Theo đó, Lucy Nguyễn cho biết mình có nhà riêng rồi còn Dương thì chưa có. Nhưng những gì sắp tới mà hai vợ chồng làm ra đều dành cho con trước. Hiện tại cả hai đã chuẩn bị một căn nhà cho Nami và vẫn tiếp tục làm việc rất nhiều, ngay cả khi Lucy đang mang thai em bé thứ hai để chuẩn bị tài chính cho con. Tại sao vợ chồng vẫn livestream, vẫn làm việc rất nhiều trong khoảng thời gian này? Và Dương cũng hơi héo hon một tí xíu. Vấn đề là tài chính cho con trước, đó là mục tiêu như vậy. Sắp tới có một bé rồng nữa thì bọn mình sẽ tiếp tục căn nhà thứ hai cho bé, Lucy Nguyễn nói. Nhưng không dừng lại đó, Lucy còn nói thêm rằng sau khi lo hai căn nhà cho hai con thì mới tính đến chuyện mua nhà cho Tuấn Dương. Chồng mình không có gì đâu, trước đó chồng mình đã không có gì rồi, mình có chứ chồng mình không có gì. Tới bây giờ là tài sản chung chứ không thể có cái nào riêng được, Lucy nói. Trước tuyên bố này của vợ, Tuấn Dương ngồi bên cạnh cười sượng trân và hơi cúi mặt xuống. Liêu Hà Trinh đã cố cứu vớt tình hình rằng, có tí suy diễn không ta? Em xác nhận đi Dương nhưng cũng không đáng kể, Tuấn Dương chỉ cười cười và lắc đầu. Lucy cũng nói rõ lý do chưa làm đám cưới. Cô từng chia sẻ trên một show truyền hình rằng mình chia tay người cũ vì người ta mãi không chịu cưới, nhưng với Tuấn Dương thì sắp có em bé thứ hai rồi mà cặp đôi vẫn chưa cưới. Ở thời điểm công khai mối quan hệ, cả hai phải đối mặt với không ít sóng gió, sự hoài nghi từ cư dân mạng. Ngoài sự chênh lệch tuổi tác, cặp đôi còn có nhiều điểm khác biệt, như khi đó Tuấn Dương chỉ là hot boy, chưa có sự nghiệp, còn Lucy Nguyễn đã có nhiều năm lăn lội trong làng giải trí lẫn kinh doanh, có công việc ổn định. Song vượt qua những áp lực này, Tuấn Dương vẫn nỗ lực làm việc với sự đồng hành của Lucy, thường xuyên dành cho cô những món quà giá trị. Hiện tại vợ chồng Tuấn Dương, Lucy Nguyễn đã có em bé đầu lòng là Nami và đang chuẩn bị đón bé rồng. Dẫu vậy cặp đôi vẫn chưa chính thức làm đám cưới, mới chỉ làm cầu hôn và dạm ngõ. Hồi tháng 3 năm 2024, cặp đôi tiết lộ trên livestream rằng chưa làm đăng ký kết hôn vì gặp trục trặc giấy tờ. Hồi tháng 3 năm 2024, Tuấn Dương mua một căn hộ trả góp có giá 7 tỷ để tặng Lucy Nguyễn. Song từ chia sẻ nói trên của cặp đôi, căn nhà này được dành cho con gái đầu của cặp đôi, Nami. Vợ chồng Hằng Du Mục ngày càng căng thẳng trong vòng chưa đầy một tuần. Hằng Du Mục, Nguyễn Thái Hằng, sinh năm 1995, là một trong những chiến thần livestream đình đám nhất hiện nay. Cô gây ấn tượng với những cú chốt đơn khủng như bán vài tấn táo đỏ trong nháy mắt, bán giúp Quang Linh Vlog gần 2.000 set quà Tết. Thời gian gần đây, cô về Việt Nam và liên tục kết hợp với nhiều người nổi tiếng, cầu ca OC khác để livestream. Song song với chuyện bán hàng, Hằng Du Mục cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cô kết hôn với người chồng ngoại quốc là Tôn Bằng, sinh năm 1981. Tôn Bằng đã trải qua hai đời vợ, có hai người con trai riêng và cặp đôi có thêm hai em bé nữa, tổng cộng là 4 người con. Tuy nhiên, những ngày vừa qua,